Hello, xin chào các bạn, mình là Minh Nhật đây và chào mừng các bạn đến với thế giới ăn uống của mình. Ngày hôm nay thì mình có tham gia một cuộc thi về ăn uống do Lotte Mart tổ chức. Và cuộc thi này có tên là ăn mukbang. Thì thông thường các bạn có thấy là ăn mukbang thì người ta có rất là nhiều các cái thể loại thực đơn đúng không? Và ngày hôm nay thì thực đơn của mình đó chính là hai chiếc gà nướng muối ớt siêu to, siêu xinh đẹp này đây. Nếu mà nói đến hai chiếc á, hai chú gà thì có vẻ là hơi ít đúng không? Nhưng mà khi mà mình thấy, các bạn có thể thấy một mâm đầy như vậy thì mình không biết là với cái sức của mình thì có chiến hết tất cả cái đồ ăn ở trong đây không nữa. Giới thiệu sơ qua cho các bạn một chút là ngoài hai chú gà là tâm điểm trong chiếc dĩa này thì ngoài ra thì còn có ví dụ như là có cà chua nè, rồi có dưa leo, có xà lách và cũng như là có các loại rau thơm. Và mình mong rằng mình sẽ cố gắng thực hiện hoàn thành cái thử thách này. Và các bạn đoán xem là mình sẽ thực hiện thử thách này như thế nào? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Rồi, bây giờ thì bắt đầu thôi. Đối với lại gà thì các bạn nên ăn tay thì nó sẽ là ngon nhất. Tại vì khi mà mình cũng đã ăn gà rất là nhiều rồi và ăn qua những cái ví dụ như là ăn đũa hay là ăn nĩa hay là ăn muỗng gì đó thì nó kiểu như là nó không có tận hưởng được trọn vẹn cái hương vị cũng như là cái độ ngọt của con gà. Nhưng mà khi mà các bạn dùng tay á thì mình sẽ cảm nhận rõ hơn cái hương vị cũng như là cái món ăn nó sẽ chân thực hơn. Và nhớ là các bạn rửa tay kỹ trước khi ăn nha. Các bạn cùng ăn với mình nha. Mình có tương ớt để có thể là có gia vị chấm trong cái món gà này của mình. Nhưng mà đầu tiên thì mình sẽ ăn không trước để xem là những cái hương vị cũng như là nêm nếm gia vị nó như thế nào. Thịt gà rất là chắc, gia vị được nêm nếm vừa phải. Để nói về miếng gà này á thì có thể nói là không bị những cái hương vị gì đó nó bị trội quá. Tất cả những cái hương vị nó rất là đều nhau. Vị mặn cũng có nè, vị ngọt. Vị cay thì nó chỉ là hơi the the chứ nó cũng không cay quá. Nó cũng phù hợp với lại những bạn nào mà không có ăn cay. Tại vì thực sự thì nó chỉ có the thôi chứ nó cũng không cay quá nhiều. Thì tại sao hồi nãy mình nói là cái phần đùi là cái phần ngon nhất trong con gà? Tại vì thịt ở phần đùi nó rất là chắc. Và khi mà mình tẩm ướp gia vị lên á, cũng như là mình chế biến ở cái phần đùi á, thì thịt và các gia vị thì nó sẽ thấm rất là nhanh vào trong cái đùi này và giữ hương vị được rất là lâu. Cho nên là với lại các bạn thấy là cả một con gà như vậy á mà có hai cái đùi thôi, cho nên hai cái đùi rất là quý. Ăn kèm với dưa leo á thì giúp cho các bạn giảm đi cái độ cay của mình, với lại thì nó sẽ đỡ ngấy hơn. Các bạn thấy được cái màu sắc của nó không? Rất là đẹp. Gia vị được tẩm ướp rất là vừa phải. Và khi mà màu sắc của con gà á thì lên thì cũng rất là tươi. Đây, cái miếng gà các bạn thấy rất là chắc nha. Đó, từng miếng nè. Thì gà á nó cũng có rất là nhiều cách chế biến. Ví dụ như là mình có thể hấp, mình có thể chiên, mình có thể làm gỏi, hoặc là nói chung là chế biến riêng về con gà, hoặc là cách chế biến mix lại với lại tất cả các loại đồ ăn khác nhau. Nhưng mà theo mình á, nướng thì vẫn là ngon nhất. Tại vì khi nướng á thì ví dụ là những cái mỡ của con gà nó sẽ bị rơi xuống, khiến cho mình ăn thì nó sẽ không có bị ngấy nhiều. Ví dụ mà khi mà các bạn chiên lên á thì bản thân con gà thì nó cũng có mỡ đúng không? Thì mỡ cộng thêm với lại là mỡ của mình, à không, dầu ăn của mình ở khi mà mình bỏ vào á, nó sẽ nhân hai mỡ lên, nó sẽ khiến cho con gà của mình nó béo và nó bị ngấy. Thì ăn thì nó cũng, nếu mà ăn về lâu về dài á, ví dụ mà cả hai con như vậy này thì nó sẽ ngấy lắm. Nhưng mà ví dụ mà nướng á thì những cái
cái béo, những cái mỡ của con gà nó sẽ rơi xuống à. Nó hoặc là nó sẽ thấm đi đâu đó, nó thấm vào thịt con gà và nó sẽ khiến cho gà của mình ăn nó sẽ ngon hơn. Có một cái cách ăn thịt bò phổ biến ở Trung Quốc, phổ biến ở Hàn Quốc, đó là đặt cái lá lên miệng và đưa cái miếng bò vào. Thì hôm nay mình sẽ thử làm với con gà để xem coi là cái cách ăn này thì nó có ngon hay không nha. Đầu tiên thì các bạn chấm gia vị trước, rồi sau đó thì tìm cho mình một chiếc lá phù hợp đặt lên miệng của mình. Cái cảm giác mà khi mà mình ăn kèm với rau xà lách đó, nó sẽ ngon hơn, nó sẽ dậy vị hơn, với lại nó kiểu như nó hòa quyện những cái hương vị lại với nhau á, khiến cho mình ăn nó sẽ đỡ cái phần mỡ hơn một tí. Cái này khá là hay, các bạn nên thử. Thì thông thường thì khi mà các bạn thấy á, gà thì người ta sẽ kết hợp nhiều là với xôi, cũng như là có các loại ví dụ cơm gà, cũng có những loại ví dụ là gà nướng không như vậy nè. Nhưng mà để mà ăn hết một con gà nướng không á thì nó cũng rất là khó. Nhưng mà khi các bạn ăn kèm với lại những cái loại rau thì nó sẽ giúp các bạn là đỡ ngấy hơn rất là nhiều. Nó cân bằng vị á, kiểu như là ví dụ dưa leo hay là xà lách này, nó sẽ át đi cái vị béo với lại cái mỡ trong những cái con gà của mình á, thì khiến cho mình ăn nhiều hơn, với lại ăn nó sẽ được ngon miệng hơn. Hoàn thành được 90% chặng đường thứ nhất. Wow. Và ăn hết một con gà rồi mà mình vẫn còn muốn ăn tiếp một con gà thứ hai, và mình chắc chắn sẽ hoàn thành được cái thử thách này. Chắc để cho nhanh thì ở con gà thứ hai này thì chắc là mình sẽ xé ra trước, và sau đó thì sẽ ăn từng miếng. Rồi, chỉ còn một miếng cuối cùng này thôi thì mình sẽ hoàn tất thử thách hai con gà nướng mứa của mình. Thực sự thì bây giờ mình cũng khá là no rồi các bạn ạ. Tại vì hai con gà này thực sự không dễ dàng một tí nào cả. Mình nhìn lúc đầu á thì thấy nó cũng không có bự lắm. Tuy nhiên là khi mà mình ăn đến gần tới đây rồi là mình no ứ hự rồi, không thể nào mà thêm được nữa. Xong. Và mình đã thực hiện xong thử thách hai chú gà nướng mướp. Thì thành quả của mình đây. Thực sự thì khi mà mình trải nghiệm hết xong rồi á thì mình thấy được là gà lotte rất là ngon. Điều thứ nhất là thịt chắc. Cái thứ hai là gia vị được tẩm ướp rất là vừa phải, màu sắc rất là đẹp. Và cái thứ ba là nó sẽ không quá cay và sẽ phù hợp với hầu như là mọi lứa tuổi. Có thể là trẻ em cũng có thể ăn được. Ở những cái phần ví dụ như là về ức gà hoặc là về má đùi á thì những cái phần nó cũng không có cay lắm. Và chắc chắn là thì sau cái thử thách lần này thì mình sẽ chắc là mỗi tháng mình sẽ mua tầm đâu đó 2 đến 3 con gì đó để mà về và gia đình mình có thể mở tiệc ăn. Và cũng như đây là một cái địa điểm khá là tốt đối với các bạn. Giống như hồi nãy mình có nói là sẽ dẫn gia đình hoặc là dẫn người yêu, dẫn bạn bè đến ở những cái dịp vào cuối tuần hoặc là những cái thời gian rảnh để vừa có thể mua sắm,
mình vừa có thể ăn uống và thưởng thức rất là nhiều những cái món ăn ngon. Và gà nướng muối ớt này là mình cực kỳ recommend cho các bạn. Và thử thách của mình đã xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Bye bye.